Siêu phẩm máy lọc không khí Panasonic 70XP Nanowave Date 2018 hàng nước đấu giá siêu mới luôn mọi người này. Ok, chào mọi người nhé. Buổi sáng nay mình sẽ lên cho mọi người một video giới thiệu cho các bác một con máy này. Con này là máy lọc không khí Panasonic nhé, 70XP Date 2018 Nanowave. Con này thì cực kỳ là mới luôn mọi người nhé. Một con máy cực kỳ lựa này. Đấy, em đang quay hình ảnh rất thực tế bằng điện thoại mọi người nhé. Không có dùng app gì đây ạ. Đấy, con nào vàng cái ra ngay đúng không ạ? Đấy bác đây, như con này vàng cái bác nhìn rất rõ này. Đấy em chứ không dùng app nhá, không dùng có phần mềm gì đâu mọi người nhá. Đấy em đang quay hình ảnh rất thực tế mọi người này, quay sát cho mọi người luôn nhá. Đấy. Đấy. Không có một vết xước nào luôn mọi người nhá. Đấy. Rất mới luôn, con này cực kỳ mới. Con này phải nói nó là hàng lưu kho chứ không phải là hàng bại, hàng dùng rồi à, không phải là hàng dùng rồi mọi người nhá. Đây em quay mặt trên cho mọi người này. Đấy, quá là mới luôn. Đây mà sau mọi người nhá, cái lưng này là cái mà điểm nhấn này. Tại vì những cái con này ấy, nếu mà là hàng bãi mọi người nhá, rất là xước luôn. Và cái lưng màu đen rất khó giữ, nhưng con này gần như không có cái xước. Đây, em sẽ quay sát cho mọi người. Đây, quay sát thôi. Đây, to quá, sát quá. Đấy, có một vết nhỏ ở đây thôi mọi người nhá. Không có một vết xước nào luôn, lớn luôn. Đây, cái thông số đây mọi người nhá. Đấy, F Panasonic FVXP70 Đến 2018, con này 60W, dùng cho phòng độ khoảng 40m² đổ lại cực kỳ ok mọi người nhé, lọc không khí kiêm bù ẩm. Đấy, lần này giá cũng sẽ tốt mọi người này, lần này giá tốt này. Đấy. Bác nào có nhu cầu về con này liên hệ bên em nhé, một chiếc duy nhất vừa cập bến vào sáng nay. Đấy, cập bến vào sáng nay. Đấy, máy cực kỳ tuyển luôn mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.